Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin được kính chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài phát lộc. Quý vị thân mến, tử vi học đã nói, mỗi con giáp sinh ra lại mang trong mình một số mệnh khác nhau. Có những mệnh chủ thì từ nhỏ đã phú quý, làm gì cũng đại cát đại lợi. Nhưng có những mệnh chủ thì phải bước vào trung vận mới giàu lên. Trong năm 2021 sắp đến thì chắc hẳn quý anh chị tuổi Canh Tý đang tò mò về vận mình của mình trong năm mới sẽ có những chuyển biến ra sao đúng không? Các nhà tử vi học dự đoán có vận may trúng số sau Tết âm lịch, tiền bạc ùn ùn kéo đến, giàu có nhất vùng. Trước khi tìm hiểu nội dung cụ thể thì quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ Phong Thủy Gia Cát bằng cách nhấn vào nút đăng ký miễn phí kênh Phong Thủy Gia Cát và nhấn vào tín hiệu chuông để không bị bỏ lỡ bất cứ video nào của Phong Thủy Gia Cát. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu nội dung chi tiết ngay sau đây. Tuy có nhiều thuận lợi vượt bậc hơn năm 2020, nhưng năm 2021 cũng sẽ gặp phải tiểu nhân quân phá, thị phi bùa vây, dẫn đến nhiều lo âu bất đồng. Tý Sửu thuộc bộ lục hợp mang tính chất hỗ trợ, giúp nhau. Năm 2021 Tân Sửu thì con giáp Sửu tọa Thái Tuế sẽ có những sự trợ giúp tích cực với những mệnh chủ tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Vì con giáp Tý Sửu tương hợp, nhiều cơ hội hợp tác phát triển. Vì vậy mà năm Tân Sửu 2021, mệnh chủ tuổi Canh Tý nên tận dụng cơ hội để xây dựng mối quan hệ tốt, đặt nền tảng cho sự phát triển các mối quan hệ giữa cá nhân và sự nghiệp trong tương lai sẽ rất cát lành. Tuế can lộ xuất thương quan, trong công việc cần lưu ý kẻo vướng họa khẩu thiệt thị phi, ảnh hưởng đến hành động và lời nói của mình. Tốt nhất là nói ít làm nhiều để hạn chế nói nhiều nói sai mà bị hiểu lầm hoặc bị kẻ tiểu nhân xúc xiểm. Tử vi năm 2021 của tuổi Canh Tý sinh năm 1960 về tổng quan thì đang có xu hướng bình ổn trên nhiều lĩnh vực. Vận may trong công việc của bạn sẽ không ổn định và đầy thăng trầm. Về tiền bạc thì có thể bị tổn thất tài chính cá nhân vì con cái của bạn. Cuộc sống khó khăn thiếu thốn ở tuổi trẻ khiến cho bạn có thể mắc các bệnh mãn tính, phải nhập viện trong một khoảng thời gian nhất định vào năm 2021. Cuộc sống gia đình không được tốt đẹp lắm vì bạn có thể thường xuyên cãi nhau với bạn đời và thường lo lắng về con cái. Năm nay, tình hình chung sẽ không tốt cho mệnh chủ. Vậy nên, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí hộ thân Kim Bài Thái Tuế để nghênh đón quý thần hóa giải hung tinh, trọn đời luôn được may mắn bình an cho chính mình. Dự đoán tử vi của tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Vào năm Tân Sửu, theo âm lịch là năm Tân Sửu ngũ hành thổ, bích thường thổ, được hiểu là đất trên tường thành, có tác dụng che chắn mưa nắng, trộm cướp để con người có một cuộc sống yên bình và an toàn. Sửu là con giáp đứng hàng thứ 2 trong bộ 12 con giáp, được tính từ ngày 12 tháng 2 năm 2021 cho đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 theo dương lịch. Tiến sang năm 2021, vận trình của tuổi Canh Tý khá là bình ổn. Nếu bản mệnh còn đang công tác thì công việc khá nhàn hạ mà thu nhập lại không tồi. Tới cuối năm còn có thêm thu nhập ngoài luồng cùng với tiền thưởng, chẳng lo thiếu tiền thiếu bạc. Tuy nhiên thì con giáp này nên chú ý hơn đến thói quen ăn uống của mình. Tuổi tác lớn dần, sức khỏe cũng không bằng khi trai tráng nên giảm bớt tần suất ăn nhậu tiếp khách, hạn chế rượu bia, thuốc lá. Tuổi Canh Tý thì cũng đừng quá xa đà, mê đắm chuyện nam nữ thường tình, nên dành thời gian rảnh rỗi để đi dạo cho thư thái đầu óc hoặc luyện tập thể dục thể thao, tăng cường sức khỏe. Nếu bản mệnh đã vào tuổi về hưu thì trong năm nay sẽ có cơ hội đầu tư khá tốt, có thể thu lời về tay. Nhưng tuổi Canh Tý chú ý càng thấy lợi thì càng cần phải trân trọng, đừng vội vàng tin lời người khác bởi đó có thể là lời dối gian lừa gạt. Khi gặp chuyện quan trọng, cần nên tham khảo ý kiến của gia đình, người thân, đừng lỗ mãng, tự ý quyết định, đến lúc gặp chuyện thì chẳng thể trách ai. Về vấn đề sức khỏe thì bản mệnh không mắc phải bệnh tật gì nghiêm trọng, nhưng khó tránh khỏi những chuyện tai họa bất ngờ như là chảy máu, bị thương. Con giáp này có thể tìm cách hóa giải bằng cách hiến máu, nhổ răng để có thể giảm bớt tai ương. Ngoài ra thì hãy sử dụng ngay vật phẩm phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để hóa giải vận thế của năm 2021 và tăng cường tài lộc may mắn về sau.
Nam mệnh 62 tuổi, thái âm chiếu mệnh, làm việc gì cũng được như ý, thích hợp xử lý những việc liên quan đến công văn, giấy tờ, nếu đi xa du lịch, có lợi cho việc tăng tài vận. Nữ mệnh 62 tuổi, thái bạch chiếu mệnh, cần cẩn trọng trong vệ sinh an toàn thực phẩm, tránh bệnh dạ dày, đi ra ngoài nên cẩn thận trộm cắp tài sản. Về sự nghiệp của tuổi Canh Tý, sinh năm 1960 vào năm Tân Sửu, vận may cho sự nghiệp của mệnh chủ Tân Sửu đó là sẽ có dao động lớn. Nếu xui xẻo, bạn có thể bị cắt giảm lương, giáng chức hoặc thậm chí là sa thải. Ngoài ra thì có thể chuẩn bị nghỉ hưu hoặc bàn giao việc kinh doanh cho con cái của bạn và không còn tham gia vào sự nghiệp. Các mối quan hệ, tiền bạc thì tích lũy được trong cuộc sống có thể giúp cho con bạn rất nhiều. Mặt khác thì con cái của bạn sẽ phát triển kinh doanh hơn nữa và khiến cho bạn hài lòng. Trong năm Tân Sửu 2021, mệnh chủ tuổi Canh Tý 1960 sẽ đạt được những thành công nhất định trên con đường sự nghiệp của mình. Thành tích đạt được không ít, tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc thăng chức. Nói chính xác hơn thì cơ hội để tăng tiến trong năm này của bản mệnh khá ít ỏi. Dù có được thành tích làm việc xuất sắc, nhưng mối quan hệ với các game của con giáp này không được tốt. Đó có thể là một trong những rào cản trên con đường tiến thân của tuổi Canh Tý 1960. Xem tử vi năm 2021 thì một số bạn vẫn sẽ đón tin thăng chức, song có thể đó là sự cân nhắc hữu danh vô thực khi mà quyền lực nắm trong tay không có sự thay đổi rõ rệt. Đơn giản, đó chỉ là hình thức thay đổi chức vụ hoặc vị trí làm việc mà thôi. Theo dõi vận trình sự nghiệp năm 2021 của tuổi Canh Tý 1960, được quý nhân trợ giúp nên con giáp này không gặp nhiều khó khăn về công việc, dễ dàng đạt được mục tiêu mình mong muốn. Mệnh chủ cần cẩn thận tỉ mỉ, luôn nghiên cứu kỹ càng trước khi hành động và có các phương án dự phòng thích hợp. Thành tích làm việc mà bản mệnh gặt hái được ngày càng rực rỡ hơn. Có điều, may mắn thăng quan tiến chức trong năm nay sẽ không có nhiều. Dù cố gắng nhưng so với những tiêu chuẩn để được cân nhắc thì vẫn thiếu một chút hoặc đơn giản là con giáp này thiếu đi may mắn cần thiết. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc sự thăng cấp bị trì hoãn có thể là do bản mệnh chưa xử lý tốt các mối quan hệ trong công việc, dễ nảy sinh bất đồng với cấp trên. Có thể trong năm 2021 sẽ tự thay đổi vị trí, chức danh làm việc, nhưng khó có thể gọi là thăng chức bởi quyền lực mà con giáp này có được nhờ vị trí đó không lớn và có nhiều khác biệt với vị trí cũ. Tuy nhiên thì đây cũng có thể là cơ hội để tuổi Canh Tý 1960 học hỏi thêm kiến thức và kinh nghiệm quản lý bên cạnh kinh nghiệm làm việc. Sau những cố gắng và nỗ lực của mình thì bạn hoàn toàn có thể hy vọng vào khả năng được cân nhắc lên vị trí cao hơn. Thành công mà con giáp này đạt được trong chuyện làm ăn buôn bán cũng không hề nhỏ. Tuổi Canh Tý 1960 có thể xem xét tập trung các lĩnh vực liên quan đến yếu tố thủy như các dự án thủy lợi, thủy sản hay mở cửa hàng ăn uống, cà phê. Bản mệnh cũng có thể xem xét đến việc hợp tác làm ăn, mượn sức của người khác để có thể tiến nhanh trên con đường mình đã chọn. Cơ hội làm ăn thì không có nhiều, nếu không tiến thật nhanh sẽ dễ dàng bị đối thủ đuổi kịp và cạnh tranh kịch liệt. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, tốt hơn nên đeo vòng tay tam hợp thân tí thìn hóa giải xung sát chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, mệnh chủ tuổi Canh Tý 1960 trong năm 2021 Tân Sửu này cần phải cẩn trọng chú ý trong tháng Giáp Ngọ. Dương lịch từ ngày 10 tháng 6 cho đến ngày 9 tháng 7, tức từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 âm lịch. Đây là tháng đại kỵ với những gia chủ tuổi Canh Tý. Vào tháng này thì cần phải hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, thị phi không đầu ập tới. Cần tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào tháng này có thể gây ảnh hưởng cả đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, gia chủ tuổi Canh Tý 1960 không nên tiến hành công việc trọng đại quan trọng trong thời gian này là tốt nhất. Nếu muốn tiến hành, cần phải tham khảo kỹ càng từ các chuyên gia phong thủy. Về tài lộc của tuổi Canh Tý 1960 trong năm Tân Sửu,
Mệnh chủ tuổi Canh Tý sinh năm 1960 sẽ gặp may mắn và nhận được lợi nhuận kha khá trong hợp tác đầu tư dự án. Tuy nhiên, bạn có thể bị tổn thất tài chính cá nhân nghiêm trọng trong năm nay và thậm chí mất phần lớn tiền tiết kiệm cả đời. Điều này có thể do các khoản vay, mua nhà, đám cưới, sinh con hoặc thất bại trong sự nghiệp. Xét về tổng thể vận trình tài lộc năm Tân Sửu 2021, tuổi Canh Tý 1960 không cần quá lo lắng bởi vận trình của bạn khá là lý tưởng. Con giáp này ngồi không cũng có người mang cơ hội kiếm tiền đến tận tay. Đặc biệt, điềm báo tử vi cho năm 2021 là thời điểm mà những chú trâu cực kỳ may mắn tài lộc luôn đến bất ngờ vào những lúc, những nơi bạn sẽ chẳng hề ngờ tới. Sẽ có kha khá tiền bạc mà con giáp này thu được nhờ may mắn trúng thưởng, thậm chí là chơi lô đề cờ bạc phi pháp mà có, nhưng những tài lộc này sẽ không giữ được lâu dài. Trong vận khí của lục thập hoa giáp thì năm nay bản mệnh sẽ có cơ hội để đầu tư kinh doanh, thu được lợi nhuận khá lớn về tay. Càng dấn thân dám nghĩ dám làm thì thành công có được lại càng to lớn. Trong năm, thủy khí vượng. Nếu làm ăn kinh doanh có liên quan đến yếu tố nước thì sẽ suôn sẻ thuận lợi hơn bình thường, cơ hội phát tài cũng sẽ cao hơn. Để bổ trợ cho thân mệnh của gia chủ, kích tài, nạp phúc, nạp tài, tinh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp công việc làm ăn được hanh thông thuận lợi, thành công trong sự nghiệp, mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh, đó là Bát Bảo Tâm Kinh. Xem tử vi tài lộc của tuổi Canh Tý sinh năm 1960 vào năm 2021, các khoản đầu tư vào những lĩnh vực có liên quan đến yếu tố thổ dễ kiếm tiền hơn, đó là bởi vì trong năm thổ khí đương vượng, tận dụng việc kiến thức về ngũ hành sẽ giúp bạn khá nhiều trên chặng đường tìm kiếm tài lộc. Trong năm hoạch tài khá lớn, thậm chí có một số bạn sẽ tính đến chuyện lách luật để kiếm tiền. Với vận may mà con giáp này có được trong năm Tân Sửu, mọi chuyện có thể êm xuôi chót lọt, nhưng đừng quên của thiên trả địa. Đồng tiền kiếm được quá dễ dàng không phải bằng công sức của mình bỏ ra thì rất dễ mất mát. Hơn thế nữa, khi mà may mắn cạn dần, chưa biết chừng còn dính đến pháp luật mang họa kiện tụng, số tiền mất đi còn nhiều gấp mấy lần so với kiếm tiền được cũng nên. Về sức khỏe của tuổi Canh Tý sinh năm 1960 vào năm Tân Sửu, mệnh chủ tuổi Canh Tý có thể chất kém từ khi còn nhỏ và ít quan tâm đến sức khỏe ở tuổi trẻ. Tình trạng thể chất của bạn có thể tồi tệ hơn so với bạn bè cùng trang lứa, đặc biệt có thể bị bệnh dạ dày nghiêm trọng. Hơn nữa, xơ vữa động mạch và bệnh tim do uống quá nhiều và hút thuốc có thể dẫn đến sự bùng phát các bệnh mạch máu vào năm 2021. Bạn phải nhập viện để được điều trị. Xem tử vi sức khỏe của tuổi Canh Tý 1960 vào năm 2021, bản mệnh có phần đáng ngại, trong năm thì tái tuế, mang lại bệnh phù tinh và thương quan tinh. Con giáp này khí huyết hao tổn, sức lực suy giảm, dễ bị bệnh tật tấn công. Chính vì thế mà bước sang năm Tân Sửu này, mệnh chủ cần phải đặc biệt chú ý nghỉ ngơi, tăng cường sức đề kháng cho mình bằng ăn uống đủ chất và tập thể dục thể thao điều độ. Gặp âm sát và hối khí chiếu mệnh, sức khỏe thì gặp nhiều phiền toái. Canh Tý 1960 là thổ, lại gặp Tân Sửu là bích thường thổ, khiến cho thổ khí quá vượng địa, có nhiều ảnh hưởng đến mệnh chủ, khiến cho mắc các bệnh như đau dạ dày, đau bụng, hệ thống tiêu hóa dễ bị nhiễm trùng, nên ăn nhiều thức ăn dễ tiêu hóa, nên đi khám định kỳ thường xuyên hơn sẽ tốt cho mệnh chủ. Người lớn tuổi và trẻ nhỏ trong nhà khi mà di chuyển đi lại cần chú ý đến an toàn giao thông, không nên tự ý vi phạm các quy định giao thông và tránh lái xe khi mệt mỏi, nếu không sẽ dẫn đến nhiều tai họa khác. Ngoài ra thì năm 2021 thổ khí vượng, mệnh chủ nên chú ý bảo vệ mắt và tim, đừng tạo quá nhiều áp lực cho chính mình. Hạn chế sử dụng điện thoại quá nhiều trong ngày, nên có thời gian nghỉ ngơi ngắt quãng trong ngày, dù chỉ một vài phút nhưng có ý nghĩa khá lớn. Nên sinh hoạt điều độ, hạn chế thức khuya và đến những nơi âm u ẩm ướt hay mang nhiều tà khí sát khí. Tuổi Canh Tý 1960, hãy dành thời gian rảnh để tâm sự, chia sẻ với người thân, vừa tăng tình cảm gia đình, vừa giải tỏa áp lực cho mình. Do vậy mà năm nay, đối với mệnh chủ tuổi Canh Tý cần sử dụng vật phẩm Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là những trang sức hộ thân có tác dụng kích hoạt tài lộc, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho người sử dụng, mang lại bình an, may mắn, sức khỏe. Về tình duyên của tuổi Canh Tý sinh năm 1960 trong năm Tân Sửu,
1960 thì đã dành phần lớn cuộc đời với người bạn đời của mình và đã trở thành một phần không thể tách rời của nhau. Do đó mà bạn không có khả năng tách ra cho đến khi chết. Nếu bạn không bị ràng buộc, có thể tìm một người phù hợp để dành phần còn lại của cuộc sống trong năm nay. Tuy nhiên thì có thể có lúc tức giận và lo lắng rất nhiều về những đứa con của mình luôn không vâng lời. Chỉ cần thư giãn và để ý, nên lo cho cuộc sống riêng của mình, hãy sống vui, sống khỏe. Xem tử vi tuổi Canh Tý sinh năm 1962 thì về phương diện tình cảm, cơ hội tìm thấy tình yêu không được nhiều cho lắm. Các cặp đôi cần củng cố lòng tin cho đối phương, cần niềm tin khi mà đã mất đi thì khó lòng lấy lại, sự nghi ngờ dẫn đến biến thành lòng ghen tuông vô độ, biến tình yêu trở thành lao tù. Sao chiếu mệnh năm 2021 của tuổi Canh Tý sinh năm 1960, nam mạng, sao Thái Âm chiếu mệnh. Sao Thái Âm chủ về mọi chuyện được như ý, cầu danh lợi đều được, đi xa thì gặp người trên có lợi, phụ nữ gặp sao này sẽ được vui vẻ, tiền tài, hạnh phúc, dễ đạt được ước mơ, nhưng về sinh nở thì bất lợi. Nam giới đi lại hanh thông, gặp sao này được bạn nữ giúp đỡ, nhất là về tiền bạc. Thái Âm là sao tốt cho nữ giới nhưng không tốt lắm đối với nam. Sao Thái Âm thì tốt cho cả nam lẫn nữ vào tháng 9 nhưng lại kỵ vào tháng 11. Nữ mà bị sao này chiếu mệnh sẽ mang đến nhiều bệnh tật, không nên sinh đẻ, dễ xảy ra nguy hiểm. Mệnh chủ tuổi Canh Tý sinh năm 1960 nam mạng 2021 Tân Sửu sẽ gặp phải hạn Diêm Vương. Tốt hay xấu là tùy vào từng đối tượng. Khi gặp hạn Diêm Vương thì có hai đối tượng phải lo lắng vì mức độ nguy hiểm cao, đó là phụ nữ mang bầu và người bị bệnh đau yếu. Nên phải giữ gìn, có thể vong mạng về chầu Diêm Vương. Đối với những người khác khi gặp hạn này thì đây là một năm tuyệt vời. Với mọi người nếu không mắc phải bệnh tật hoặc được chữa trị tốt thì năm nay ăn nên làm ra, phát tài phát lộc, hạnh phúc, vui vẻ, vạn sự phát tài. Đối với năm Tân Sửu của tuổi Canh Tý 1960 nữ mạng thì sao Thái Bạch chiếu mệnh. Sao Thái Bạch chiếu mệnh là hung tinh bởi vì sao Thái Bạch là ngôi sao mang vận xấu nhất trong các sao. Từ xa xưa thì dân gian ta đã có câu Thái Bạch quét sạch cửa nhà. Thái Bạch là sao xấu cần giữ gìn cho công việc kinh doanh. Nhỡ có tiểu nhân quấy phá, hao tán tiền của, có thể trắng tay đề phòng quan sự. Xấu nhất là tháng 2 năm 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. Mệnh chủ tuổi Canh Tý sinh năm 1960 nam mạng vào năm Tân Sửu sẽ gặp hạn Thiên La. Hạn Thiên La chủ ý sức khỏe, tâm lý. Đối với sao Thiên La này thì nếu vi phạm làm trái vượt qua thường sẽ gặp rắc rối đến liền, nhẹ thì mang tiếng xấu, hiểu lầm, cãi cọ, bị dư luận xã hội lên án. Người gặp hạn Thiên La thì đề phòng cảnh vợ chồng cãi nhau, ghen tuông vô cớ, khiến cho chuyện nhỏ hóa lớn, dẫn đến cảnh vợ chồng xa cách, ly thân, ly dị. Thế nên cả hai cần phải nhẫn nhịn, thấu hiểu, như vậy mới được hạnh phúc. Tử vi chọn đời của mệnh chủ tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Có ý chí kiên định vững vàng, một khi đã xác định mục tiêu cho mình thì sẽ cố gắng hoàn thành, không bao giờ lùi bước. Do đó, trong làm ăn kinh doanh, họ thường gặt hái được thành công vang dội. Người Canh Tý thường mang trong mình tham vọng lớn, tuy nhiên nếu không biết cách điều chỉnh thì sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách và dễ gặp thất bại. Trong suốt cuộc đời của tuổi này, ít gặp phải khó khăn về phương diện tài chính, biết cách tiết kiệm lại thường hay tính toán chi li, cho nên thường xuyên tích lũy được số tiền lớn để an hưởng tuổi già. Họ sống hòa đồng, có khả năng giao tiếp vô cùng tốt, thích nơi đông người, bầu không khí sôi động, náo nhiệt, chứ không thể chịu đựng được cuộc sống buồn tẻ. Không những vậy, họ còn có ưu điểm đó là chất phác, thật thà, không thích thể hiện bản thân và đặc biệt là không bao giờ coi thường người khác. Tuổi Canh Tý thì có rất nhiều sóng gió, tới thời gian trung vận sẽ vượt qua nhiều trở ngại khó khăn vào cuộc đời. Vào khoảng thời gian này thì sự nghiệp công danh hậu vận sẽ được an nhàn sung sướng. Nữ mạng tuổi Canh Tý thường cuộc đời gặp nhiều may mắn vào lúc ấu thơ, số mạng có phúc đức nên cuộc sống tạo nhiều cơ hội thuận lợi để hoàn thành sự nghiệp một cách dễ dàng. Thời trung vận thì đã thấy kết quả của sự sung sướng, thảnh thơi và an nhàn. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc các hung đạp vận của 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Canh Tý sinh năm 1960 trong năm 2021.
quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi để được thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chúc các anh chị luôn thành công, thuận lợi trong cuộc sống.